Bên cạnh chiến lược đánh mạnh vào phân khúc cận cao cấp năm nay, Samsung còn giảm giá mạnh những chiếc máy cùng phân khúc như mà ra mắt trước đó. Cụ thể là ví dụ như chiếc A8 Star ra mắt vào giữa năm nay với mức giá là 14 triệu nhưng mà đã giảm còn khoảng 9 triệu. Còn chiếc A8 2018 được ra mắt vào cuối năm trước với mức giá là 11 triệu nhưng mà đã giảm còn khoảng 7 triệu. Các bạn có thể truy cập vào trang web của Bạch Long để biết thêm nhiều chi tiết nhé. Và khi mà Samsung lại giảm giá mạnh đến như vậy thì những chiếc máy này có còn đáng mua hay không? Hay là Samsung đang ế ẩm tới mức mà phải thải bớt hàng đi? Hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé! Và mình là Hằng đến từ kênh YouTube VChannel. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi thảo luận về chiếc máy A8 Star. Với cái thiết kế dù không mới mẻ nhưng mà vẫn có thiết kế khung kim loại và hai mặt kính với tấm kính cong 2.5D và màn hình của nó lớn 6.3 inch, được trang bị tấm nền là Super AMOLED, độ hiển thị là Full HD Plus. Hiệu năng của nó nổi bật khi mới ra mắt với con chip Snapdragon 660, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, chạy hệ điều hành là Android Oreo 8.0. Nhưng mà có lẽ đến thời điểm hiện tại khi mà những chiếc máy tầm giá 6-7 triệu thì cũng được trang bị thiết kế đẹp và cấu hình tương đương thì có vẻ như là mọi thứ về chiếc máy này đã không còn nổi bật nữa, và khi mà đem ra so sánh thì có vẻ là sẽ bị thua kém khá là nhiều. Ví dụ như là đem so sánh với con Mucophone S1 hay là iPhone 7 cũ hoặc là con i9 cũng mới vừa ra mắt gần đây của nhà Samsung luôn. Và chiếc máy này thì được trang bị cả bảo mật vân tay và khuôn mặt. Có camera ấn tượng với thông số là 24MP camera selfie, còn camera kép ở phía sau sẽ là 24MP và 16MP F1.7, có đầy đủ live focus. Bên cạnh đó thì máy còn được trang bị là loa Dolby Atmos và viên pin 3700mAh. Có thể nói là chiếc máy này vẫn còn khá là tốt so với đối với những cái người dùng mà xem trọng thiết kế, camera tốt, pin và cấu hình đủ dùng. Nhưng mà sau khi, với cái mức giá mà sau khi đã giảm thì nó vẫn còn khá là cao so với những gì mà máy có thể làm được. Vậy thì đối với chiếc A8 2018 thì sao? Có thể nói là về thiết kế của nó thì cũng không có gì quá nổi bật, hay là thậm chí là mình nói là nó khá là bình thường so với những cái chiếc máy mà cùng phân khúc giá trong thời điểm hiện tại, với cái chất liệu chủ yếu của nó là nhôm và kính. Nó được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước là 5.6 inch, độ phân giải Full HD Plus. Camera thì đủ dùng, không quá xuất sắc trong tầm giá. Máy thì có RAM 4GB với 2 tùy chọn bộ nhớ là 32GB và 64GB và dùng chip xử lý Exynos 7885. Viên pin là 3000mAh có kèm sạc nhanh. Và nhìn chung với cái mức giá 7 triệu sau khi đã được giảm của nó thì chiếc máy này có vẻ như là ổn, tạm chấp nhận được, nhưng mà không có gì đáng chú ý so với những chiếc máy trong cùng phân khúc của nó ở thời điểm hiện tại, và có lẽ như là đem so sánh ra thì A8 2018 khá là lép vế. Vậy thì ngay tới đây thì các bạn cũng hiểu tại sao Samsung phải giảm giá rồi đấy. Vì những cái lẽ trên cho nên là Samsung phải buộc phải giảm giá những chiếc máy này của mình thôi, không phải là vì chúng nó không còn tốt nữa, mà vì chúng nó khi mà đem so sánh với những chiếc máy mới ra ở thời điểm hiện tại trong cùng phân khúc giá thì có vẻ như là thua kém khá là nhiều. Ít nhất là về mặt thiết kế, mặt lưng của nó không có gì đặc biệt so với những cái chiếc máy với thiết kế mặt lưng Radeon mới đây, hay là nó còn những chiếc máy mới đây nó còn được trang bị những cái thứ mới mẻ hay ho hơn. Cho nên là những chiếc máy này thì buộc phải giảm giá để mà có thể cạnh tranh được với những cái mẫu máy mới gần đây. Và nếu như là các bạn thì các bạn có còn lựa chọn mua cái chiếc A8 hay là A8 Star này sau khi nó đã giảm giá hay không? Hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share và subscribe nha.